Hello, xin chào anh em. Chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game Pokemon Thần Thú Go anh em nhé. Sorry anh em khi mà mở đầu video bằng một cái tin nó không được tích cực cho lắm. Đó chính là con ác VIP 8 của mình ở server 7 ấy, thì đã bị thằng cháu mình phá lanh tinh bành rồi. Bởi vì mỗi một ngày thì mình sẽ cho nó mượn điện thoại khoảng 15-20 phút để chơi Planet Zombie. Thế nào, ôi dồi ôi, hôm nay nó vào nó phá nó ghép hết phôi các kiểu. Trời đất, đi luôn cả cái ác VIP 8 của mình nhá. Bởi vì bình thường mình chơi thì sẽ cho nó còn mượn điện thoại sau đó tắt wifi. Hôm nay quên không tắt wifi nên nó mò mẫm vào Pokemon Thần Thú Go. Trời đất ơi, bực thực sự luôn. Mất toi 600-700 nghìn anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, mình lại làm lại từ đầu thôi. Mình lại chơi server 48 vậy. Và ở server này thì mình đạt 140 nghìn để có thể là lên được VIP 6. Mình lấy thêm được cái phúc lợi quay trứng ở đây thôi nha anh em. Thực ra thì nếu như mà để lấy được cái phúc lợi quay trứng này thì chúng ta chỉ cần nạp 40 nghìn thôi. Tuy nhiên là mình nạp thêm cái thẻ tháng để mà đi bỏ qua trận chiến cho nó nhanh ấy. Mình thì đang chơi nhiều game cho nên là không có nhiều thời gian để mà cày cuốc, cày chay. Nhưng mà yên tâm, bởi vì mình vẫn có thể hiểu được là anh em cày chay khổ sở như thế nào. Thế cho nên là trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái đội hình mà anh em cày chay hoàn toàn có thể chơi lâu dài được anh em nhá. Thì con Pokemon đầu tiên dễ chơi nhất và mạnh mẽ cho anh em nông dân cũng như là cày chay đó chính là Entel này này. Em Entel này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được cực kỳ đơn giản luôn. Thứ nhất là 7 ngày đầu tiên ấy, anh em chỉ cần tích lũy được 5k kim cương ở trong cái phần phúc lợi toàn dân là mua được một em Entel này. Cái thứ hai nữa là anh em ở phần thám hiểm này, thi đấu. Đó, ở đây có phần đấu trường nhá. Thế anh em cố gắng là dùng kim cương để mua thêm 5 lần đánh đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ có thêm được điểm. Đây, thì ở trong cái phần sự kiện mở server này, nếu như mà anh em chiến đấu đấy, tiêu chiến đấu trường 15 lần là có thêm 21.000 điểm nữa này. Cực kỳ là ngon luôn nhá. Và đây nữa, tham gia khiêu chiến bot vui 4 lần này. Đấy, mỗi ngày 2 lần. Thì cứ dần dần tích lũy điểm và mua pet thì cực kỳ là ngon lành luôn. Anh em vào trong phần cửa tiệm này. Như mình đây thì mình đã mua thêm được 2 em Entel ở trong này nữa. Bởi vì làm nhiệm vụ vèo một cái thôi là đã được rồi. Cứ 50.000 điểm mà mỗi lần nhận cái mốc thành tựu kia là 21.000 điểm rồi. Đồng thời việc là mỗi một trận đấu ấy. Đây, cho anh em xem luôn thi đấu này. Đấu trường, mỗi một trận đấu mà chúng ta đánh thắng thì sẽ được thêm 1.200 điểm nữa. Thì rất là ngon. Đối với team nông dân thì mình vẫn khuyên anh em mà chơi team hỏa hoặc là team giúp độc. Đấy, thế cho nên là có em Super Entel này, sau này lên Mega Entel cực kỳ là khỏe luôn nha. Thực ra ở trong cái phần đăng nhập 7 ngày này, ở trong phần phúc lợi toàn dân nhá, chúng ta có thể mua thêm được ví dụ như con Super Raikou ở mấy ngày sau ấy. Tuy nhiên là anh em đừng chơi con đấy nhá. Con Raikou thì mình thấy ở giai đoạn đầu ấy nó mạnh thật đấy, nhưng mà giai đoạn về sau nó phế quá anh em ạ. Đánh không thể nào mà kết liễu được mục tiêu, thành ra con này cực phế luôn. Đấy, cho nên là anh em cứ chơi vào con Super Entel, Mega Entel này cho mình này. Con này khỏe này, thiếu đốt đau này. Cộng thêm vào đấy là con Monchet này nữa. Hai con này kết hợp với nhau sẽ thiêu đốt cực kỳ là ổn nha. Nông dân cứ chơi hai em này cho mình, khỏe cực. Sau này nếu như anh em mà dư giả tài nguyên rồi, có nhiều dương chí tôn ấy, thì anh em nên lấy cho mình thêm một em, đó chính là Mega Celebi nữa. Đấy, em này thì búp máu quá khỏe luôn, tuyệt vời mặt trời nhá, cực kỳ đỉnh luôn. Thì mình cũng đã có những cái video ấy, review về sức mạnh của em Mega Celebi này rồi. Thì anh em nào chưa xem thì có thể xem lại nhá. Như vậy là đã được 2 em pet công và một con pet búp rồi. Thì chúng ta cần thêm một con pet thủ, thì anh em nên lựa chọn con Suicune này nhá. Con này có phản đòn cực kỳ là khó chịu luôn. Thì con Suicune này có cái nội tại gọi là chế nhạo cái tuyệt kỹ ấy, khiến tất cả địch trong phạm vi tấn công sẽ tấn công mình trước, đồng thời thì kẻ địch sẽ bị phản đòn nhá. Ui sợ, quá ghê gớm luôn ấy. Còn lại hai cái slot cuối ấy, thì anh em nên lựa chọn một em pet cỏ và một em pet nước nữa. Thì mình đề xuất anh em là đây, nếu như anh em có Celebi rồi ấy, khả năng hồi phục lớn rồi, thì anh em lựa chọn cái con này có khả năng tăng công một phần tuyệt kỹ cho toàn thể đồng đội này. Thì những con pet công của mình đam sẽ to hơn đó, thiêu đốt nó sẽ đau hơn ấy. Và cuối cùng đó chính là em Super Gyarados. Em cá chép hóa rồng này thì chơi cũng tạm ổn này, bởi vì là nó cũng gây thêm gọi là sát thương thực, đánh thẳng vào máu ấy. Thì thực ra là hai cái slot cuối mà mình chia sẻ với anh em ấy thì anh em hoàn toàn là có thể linh động được, bởi vì là mấy con pet này là con pet sử thi, thì anh em có thể lựa chọn ra nhiều con nào thì chơi con đấy luôn để có thể là dễ dàng trong việc tăng sao. Thì nâng sao được thì nó mới mạnh lên được anh em. Còn đâu quan trọng nhất thì cứ có Entel này, có Mega Monchet để làm cặp đôi thiêu đốt này, có Celebi để búp này, và có Suicune để tanh. Đấy, bốn em đấy là mình nghĩ là chơi ổn rồi. Còn hai slot cuối thì anh em có thể là tùy chỉnh dựa theo nhân phẩm của anh em thôi. Ok, thế anh em có bất kỳ câu hỏi gì về tựa game Pokemon Thần Thú Go, nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ làm video để giải đáp thắc mắc cho anh em. Và nếu như anh em nào mà muốn chơi game cùng với mình thì nhớ vào server 48 nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.